Đưa vậy sao đập? Ngoài rồi, còn bỏ nó ngoài mẹ rồi. Bàn bắt lắm rồi. Đại ngồi chút mình lên một mình tâm minh bao hết. Không có lời. Đưa vậy. Ngoài rồi. Ngoài đó. Âm dầm láng rồi quýnh cỡ trên này chịu đâu nổi. Để lại này, chạy nè. Lên. Đưa hồ mà đưa. Cao dưới á, thằng dưới chuyện được đó. Mọi đứa chạy chưa? Đi rồi. Mọi đứa chạy đâu rồi? Cả đứa chưa đi tiệm hết chứ. Đi rồi. Ồ, mày đưa con nữa, ồ, mày kì vậy. Mình mặc bút cho món này. Cái nhà có làm gì không? Thành Long. Thành Long đó hả? Thành Long lên đồ giá rất dày. Thành Long lên giá rất Mỗi năm nó còn
tắt đường ra rồi. Đường mà nào nó chơi bắt đầu xong không gom rồi. Cái này hay là quân đường nào mới nó mạnh hơn. Ví dụ trong xã đó, xã này tôi cho đưa quân mà mấy anh nấu chữ đưa quân không phải như Tân Tây. Ô anh làm ảnh làm hai ba cái vậy. Mà nào nó quýnh thành hơn như vậy ra. Cái đội hai ba thằng hay 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 không gom lại mạnh. Ví dụ gom lại một xã. Mà anh trong trường quân rồi đó. Chắc gì đâu. Cái đó thằng đội nón á, đội nón nó phải lắp lỗ đó. Rồi nó không lắp lỗ đó. Đứng gì đâu, hai ông già này cũng như đứng cho đủ. Lâu lâu vô cái. Rồi. Qua nước rồi anh Mưng. Qua nước rồi mà. Lập cái đài bắt là tay qua lưới mà không ai tranh chấp đâu thôi. Ai cướp bóng lại. Đây đây nè, đây nè. Hai đầu quýt dần như tụi mình. Đó mấy này là bực mình ông thủ mẹ đó, hai thằng quýt mấy kia đâu thủ. Mới lên hàng mới đội ba người, đội ba người đây là ba người, tú anh với ông thanh là ba người, tú là quả bia, không nổi cái đâu cái chậu, tao gần chết rồi, mới đi không nổi cái đâu cái chậu, đi lên chơi xong đâu luôn, chết, quá ngon. Thằng nào lỗ đó? Thằng nào đứng lỗ đó? Chạy bữa nào lỗ đó? Tổng chứ chạy vô với anh, chạy với anh. Chạy bên Phú Hưng á. Đang đậu. Thằng được bóng rồi. Ô, hay gì ta? Hay gì ta? Đúng qua rồi mà sao anh không chịu qua? Qua lên rồi mà kia lên. Bao trắng lên, mình nó thòi. Bao trắng người ta kia lên thì nhảy lên chi mà làm thế vậy? Kia.
Qua luôn. Không quen. Quay. Đấy kia gì lên có ngọn. Đâu biết ngọn nổi đâu. Ngọn nổi đâu. Ủa chi đó. Chi. Thú đắp đi đâu rồi. Chân vàng có nhân về đội của trường nghĩa tân như vậy sao lại nói cái gì của đại chung kết rồi đỡ rồi năm hai mốt đó dưới đây hai người ba rồi. Nghĩ sao mà cái đó bên cạnh nhà mà phát hiện dùng cái đó ghê vậy. Quýnh là tao đi một vô ra đúng không ạ? Quá mà. Quá rồi.
Cần ơi đừng cao quá, Cần ơi đánh qua thôi, đừng đánh cao quá. Không có đâu, đủ lấy nha. Ôi này cao quá. Ai ai vậy? Ai vậy? Bỏ. La lên. La lên, ăn ôi bu ra không ăn bị giật. Ba tổ chức, ba tổ chức. Dây còn gì. La lên không la là hai ba thằng giành dở tượng dở tượng ngoài nó la lên như vậy đó con đá lên đẩy cái gầy thôi, đẩy gầy đi. Tí. Ủa không lập ơi, thôi 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 thôi. Coi chừng á. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kéo luôn chứ không. Nó la lên thì thấy ai người đó la lên, đủ la lên, nó la lên đó, nó la, không nào đúng đó, không la đó. Rồi. Sao?